Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WW John Cena Elite 34. Mô hình này mình đã quy hợp và đã trưng bày trong tủ kiến. Hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến tất cả các bạn mô hình WW John Cena Elite 34. Mình giới thiệu đến các bạn gồm có mô hình John Cena, một băng bắp tay, một áo, một dây chuyền và một nón. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. John Cena là một trong những superstar được yêu thích nhất mọi thời đại của WWE và John Cena hiện đã 16 lần World Champion, 5 lần WWE United States Champion, 1 lần chiến thắng trận đấu tag trên bản hợp đồng Raw Money in the Bank ở sự kiện WWE Money in the Bank vào năm 2012, 2 lần chiến thắng trận đấu 30 Superstar Royal Rumble ở sự kiện WWE Royal Rumble vào các năm 2008 và năm 2013. 3 lần đạt được giải thưởng danh giá Slammy Awards Superstar of the Year vào các năm 2009, 2010 và năm 2012 và nhiều danh hiệu khác. Một thành tích rất ấn tượng của The Leader of Nation John Cena. Mô hình WWE John Cena Elite 34 được thực hiện dựa trên trang phục của John Cena thi đấu ở sự kiện WWE Extreme Rules năm 2014. Trở lại với mô hình, trước tiên chúng ta sẽ đến với dây chuyền của John Cena. Dây chuyền của John Cena với dây đeo được thiết kế với tông màu bạc cho các bạn và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu bạc cho các bạn, rất đẹp. Phần mặt dây chuyền được thiết kế với tông màu bạc và màu đen cho các bạn. Và đây được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Dây chuyền là phụ kiện đặc trưng của John Cena mỗi khi xuất hiện trên sân đấu và được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Thì các bạn có thể thấy được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nón của John Cena. Nón của John Cena được thiết kế với kiểu dáng nón lưỡi trai. Phần mũ bao quanh đầu được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen thì các bạn, rất đẹp. Phần lưỡi trai được thiết kế với tông màu xanh lá thì các bạn, rất đẹp. Ở mặt trước của nón chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng đặc trưng của John Cena với dòng chữ You Can See Me được thiết kế với tông màu trắng, màu đỏ và phần đường viền ngoài được thiết kế với tông màu xanh lá thì các bạn, rất đẹp. Ở mặt sau của nón chúng ta sẽ thấy có thiết kế dòng chữ Never Give Up đặc trưng của John Cena được thiết kế với tông màu đỏ, màu trắng và màu xanh lá. Thì các bạn, được thiết kế trên nền màu đen rất đẹp. Thì các bạn. Nó là phụ kiện đặc trưng của John Cena mỗi khi xuất hiện trên sàn đấu và được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với áo của John Cena.
Đây là mẫu áo You Can't Stop Me của John Cena. Áo được thiết kế với tông màu đen ở mặt trước, chúng ta sẽ thấy có thiết kế dòng chữ You Can't Stop Me được thiết kế với tông màu xanh lá, còn màu đỏ được thiết kế trên là màu đen, rất đẹp để các bạn. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng đặc trưng của John Cena là biểu tượng Cena Proof được thiết kế với tông màu xanh lá, được thiết kế trên là màu đen, rất đẹp để các bạn. Mặt sau áo được thiết kế với tông màu đen. Mẫu áo You Can't Stop Me của John Cena được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình John Cena. Mô hình John Cena được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của John Cena được thiết kế rất đẹp ở mặt trước và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình John Cena được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của John Cena. Nét mặt của John Cena thể hiện sự giận dữ. Và mái tóc được thiết kế hất xác và được thiết kế với tông màu nâu để các bạn. Mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của John Cena để các bạn. Và đây, mái tóc của John Cena được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Head scan rất đẹp của John Cena và đây cũng là new head scan của John Cena. Trang phục của John Cena được thiết kế với tông màu đen, màu trắng, màu xanh lá và màu xanh camo làm chủ đạo. Với băng bắp tay được thiết kế ở tay trái của John Cena. Băng bắp tay của John Cena được thiết kế với tông màu xanh lá và có thiết kế dòng chữ Never Give đặc trưng của John Cena được thiết kế với tông màu đen, trên là màu trắng để các bạn. Được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Băng bắp tay của John Cena chúng ta có thể tháo rời ra được. Băng cổ tay trái của John Cena được thiết kế cố định với tông màu xanh lá để các bạn. Và có thiết kế hai biểu tượng đặc trưng của John Cena là Cena Proof được thiết kế với tông màu trắng và màu đen để các bạn. Rất đẹp. Băng cổ tay phải của John Cena được thiết kế cố định với tông màu xanh lá và có thiết kế hai biểu tượng đặc trưng của John Cena với dòng chữ You Can See Me được thiết kế với tông màu đen, màu trắng, màu đỏ. Các bạn được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn tay của John Cena, bàn tay bên trái được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở với biên độ hẹp để các bạn. Và bàn tay bên phải được thiết kế là kiểu dáng bàn tay nắm lại để các bạn. Dây nịch của John Cena được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Và đây. Phần đầu khóa dây nịch được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Dây nịch của John Cena được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Quần của John Cena được thiết kế là kiểu dáng quần lửng đặc trưng của John Cena. Ở mặt trước được thiết kế với tông màu xanh camo và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu xanh camo thể hiện các chi tiết trên quần và phần dây kéo của quần các bạn. Rất đẹp. Mặt sau quần được thiết kế với tông màu xanh camo và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu xanh camo thể hiện các chi tiết trên quần và hai túi sau của quần được thiết kế nổi với tông màu xanh camo các bạn. Được thiết kế rất đẹp. Quần của John Cena được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn chân của John Cena được thiết kế là kiểu dáng bàn chân ngắn để các bạn. Và đây. Và được thiết kế cố định để các bạn với tông màu đen. Để các bạn, rất đẹp. Giày của John Cena được thiết kế là kiểu dáng giày thể thao. Được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Và đây. Dây dài được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Và đây. Và đế dài được thiết kế với tông màu xanh chuối, rất đẹp và ấn tượng để các bạn. Và đây. Giày của John Cena được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Và phần khớp của mô hình
Trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dàn ngang để xuống, để xuống, để lên, để lên, xoay, xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được, bàn tay chúng ta có thể xoay được. Khớp hông chúng ta có thể xoay được. Khớp bụng chúng ta có thể gập xuống để lên. Khớp chân chúng ta có thể dang ngang để xuống, để xuống, để lại phía trước, để lại phía trước. Để xuống, để xuống. Xoay. Xoay. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được. Và duỗi thẳng ra. John Cena là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một bộ hình rất đẹp của The Leader of C-Nation, John Cena. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE John Cena Clip 34. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.